châu sơ chi son sao na na nữa nơ bánh há trắng hù tát sửa hôm nôm hù hòm phùng dết cho hòng dòng lông quăng đằng pháy nữa nơ quần trái xíp xàm hù tát hừng tê na tát hừng đầy hừng tao sao xí năn lo chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Sống Trụ Son Sao là một thiên truyện thơ nổi tiếng, tiêu biểu của đồng bào Thái Sơn La, đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Đây là biểu tượng cho văn hóa, phản ánh đời sống xã hội của người Thái xưa. Bức tranh cuộc sống sinh động cùng những ước mơ khát vọng được thể hiện qua tình cảm cao đẹp của đôi nam nữ. Chương trình ca nhạc Tự Hào Miền Đất Sử Thi đã được mở đầu bằng những câu khắp trong thiên truyện thơ Sống Trụ Son Sao, một biểu trưng về bản sắc văn hóa, con người của đồng bào Thái trên mảnh đất Tây Bắc. Quý vị thân mến, Sơn La miền đất sử thi, những địa danh lịch sử như hang Thẩm Ké, nhà Ngục Sơn La, đồi Khao Cả, khu căn cứ cách mạng Mường Chanh, Mộc Hạ, Châu Mộc, ngã ba Cò Nòi đã đi vào lịch sử, địa danh, con người Sơn La. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng
bản sắc văn hóa. Sơn La ngày nay đang vươn mình đổi thay từng ngày, văn minh, hiện đại, song vẫn hài hòa giữa thiên nhiên. Bản sắc tạo nên khung cảnh phố núi nên thơ, con người với bản sắc văn hóa phong phú, riêng biệt sẽ khiến ta lưu luyến, vấn vương, lá men rượu cần nồng ấm, là tay trong tay nhịp nhàng, điệu xòe bêm ánh lửa bập bùng, rộn ràng trong điệu nhạc inh lả ơi, hòn ngọc đang được mải giũa, làm sáng thêm vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tác phẩm Sơn La miền đất yêu thương, lời thơ Cầm Thị Vụi do nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc. Xóa đói nghèo, hạnh phúc ấm no.
Sơn La chập trùng mây, chiều lên dốc núi xa xanh thế, một ngọc Tây Bắc bao khát vọng. Ngày nắng thanh thang nhìn Tây Bắc, mênh mang đại ngàn xanh, người đi quyên lên về nơi ấy, tiếng khen yêu mưa. Say lòng ơi! Sơn La nhập trùng núi, Sơn La chập trùng mây, chiều lên dốc núi xa xanh thế, một ngọc Tây Bắc bao khát vọng. Ngày 7 tháng 5 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phái đoàn Trung ương đã lên thăm Tây Bắc, thăm Sơn La, bản trên, bản dưới, người người nhà nhà, nô nức đi đón Bác. Lời Bác dặn đã trở thành động lực, kim chỉ nam cho nhân dân các dân tộc Sơn La, cũng như cả vùng Tây Bắc, cùng đoàn kết, hăng hái thi đua, thành công vui vẻ, xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu. Mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm Khắp Thái, Chữ Quăm Bó Sòn Khoang Pú Hồ Chí Minh Nhớ và Làm Theo Lời Bác Hồ Dạy, sáng tác Cầm Thị Phụi, do nghệ nhân Lò Thị Ban và Lèo Văn Doan thể hiện. Tớ nằn trắng bó dần mướng bà.
Chúng ta vừa được thưởng thức các ca khúc được phổ thơ của tác giả Cầm Thị Phụi, một người con dân tộc Thái với tình yêu to lớn dành cho quê hương, tự hào về bản sắc văn hóa, về truyền thống cách mạng. Từ những năm 1990, tác giả Cầm Thị Phụi đã viết rất nhiều bài thơ. Những bài thơ đó đã trở thành món ăn tinh thần, đồng hành cùng bao thế hệ đồng bào nhân dân các dân tộc Sơn La. Mỗi tác phẩm của bà, đặc biệt những tác phẩm đã được gieo những nốt nhạc tươi vui, hào hùng, đầy sức sống, đi vào lòng người như lời giới thiệu, mời gọi du khách gần xa đến với thành phố Sơn La để cùng tìm hiểu về mảnh đất sử thi, hòa mình vào cảnh sắc, văn hóa nơi này. Chúng tôi thấy ở lời thơ của bà Cầm Thị Phụi nó có một cái điều rất đặc biệt, rất là riêng. Ở đó nó ẩn chứa ngôn ngữ của truyền thống dân gian, nhưng nó lại cũng đầy cái hơi thở của cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó thì nó cũng rất tươi trẻ. Những tác phẩm đó thì đều được dàn dựng, chúng tôi dàn dựng hết sức là công phu. Thường là những màn hát múa mở đầu hoặc kết thúc của chương trình, tôi nghĩ là nó sẽ có sức sống dài lâu trong đời sống văn nghệ cũng như là nói chung và trong cái xây dựng chương trình tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân của nhà hát nói riêng. Mặc dù không phải sinh ra và lớn lên tại Sơn La, nhưng mà qua những cái lời hát mà mình thể hiện, mình được lắng nghe thì em cảm nhận về cái miền đất này thật sự rất là yêu thương. Qua những cái lời thơ được phổ nhạc như vậy thì em cảm thấy yêu hơn mảnh đất Sơn La rất là nhiều. Qua những cái lời thơ rất là chân thành mộc mạc và qua những cái lời thơ như vậy, em cũng được học thêm được rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ cho đến văn hóa và cái nét đẹp truyền thống của người dân tộc Thái ở miền Tây Bắc, đặc biệt là Sơn La của chúng ta. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ và tìm hiểu về con người và các sáng tác của tác giả Cầm Thị Phụi, người con của xứ Thái Tây Bắc Sơn La. Dạ vâng, hôm nay Tùng Việt rất là vui khi được trò chuyện với bà trong một cái không gian rất là nên thơ như thế này. Thật sự cháu rất là yêu thích và hâm mộ những tác phẩm thơ của bà. Và có một điều đặc biệt là những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái thì đã trở thành sợi dây kết nối trong rất nhiều tác phẩm của bà sau này. Vậy thì bà có thể chia sẻ về tình yêu văn hóa dân tộc của mình như thế nào? Bà là người Thái, từ bé nằm bên cạnh mẹ. Mẹ đã hát ru bằng tiếng Thái và lẩy thơ, hát thơ bằng tiếng Thái. Và đó là những cái tác phẩm rất nổi tiếng của người Thái là Sống Trụ Son Sao, Quần Lu Nang Ủa. Những vần thơ này nó in sâu đậm vào trong trí nhớ của bà. Và càng về sau bà càng ngẫm thấy rằng những vần thơ, những áng thơ này rất là uyên bác, rất là bác học. Cho đến giờ, các dịch giả rất muốn dịch các tác phẩm này, nhưng mà đều vẫn chưa chuẩn. Phải nói rằng nó đẹp lắm, nó lãng mạn lắm, nó dung dị, nó vào lòng người. Chính vì thế, bà rất tự hào với cái nền văn hóa của người dân tộc mình. Dạ vâng, có thể thấy rằng là cảm xúc của bà khi tìm đến những áng thơ thì xuất phát một cách rất là tự nhiên. Vậy thì khi sáng tác thơ thì quan niệm về thơ và những điều mà muốn gửi gắm đến bạn đọc trong thơ của mình là gì ạ? Tôi đến với thơ thì rất là tự nhiên. Bởi vì là thực tế ra tôi không qua một cái trường lớp nào về thơ văn cả. Nhưng mà tôi là người rất yêu thơ và rất thích đọc thơ. Và thấy câu thơ hay là tôi phải học thuộc bằng được. Mình cũng học cái cách phát hiện và cái cách diễn giải của người ta, cái cách thể hiện cái cảm nhận của họ. Tôi làm thơ là cũng là để thể hiện cái tình cảm của mình trước sự việc tâm đắc, lấy nó làm niềm vui của mình để trong cuộc sống. Tiện gặp thì chia sẻ với bạn bè để cùng nhau vui. Vậy thì những cái điều mà bà muốn gửi gắm đến bạn đọc trong thơ của mình là gì ạ? Những cái điều mà bà muốn gửi gắm
đến trong thơ của mình là tình yêu quê hương, nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Và nơi đây càng yêu thêm là đang trên đà phát triển theo cái sự đổi mới của đất nước. Càng ngày nhân dân đời sống càng ấm no hơn. Thế những cái đấy là bà muốn gửi gắm để cho mọi người cùng biết được, và cũng muốn gửi gắm cho các bạn gần xa là hãy đến đây đầu tư. Dạ vâng, thưa bà, là trong rất nhiều những nhạc sĩ đã từng phổ nhạc về thơ của bà, thì một trong số đó có nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ những bài nhạc rất là hay và ý nghĩa về Sơn La. Vậy thì bà có thể chia sẻ một chút về những cái tác phẩm của mình đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc ạ? Tôi với lại Quỳnh Hợp ấy là quen nhau một cách rất là vô tình, và cũng được nghe mọi người giới thiệu rằng là tôi là một người yêu thơ nên em muốn viết về Sơn La, chỉ có bài thơ nào không? Thì tôi nói là có, tôi cũng có một số bài thơ, và hai chị em cũng tâm đầu ý hợp. Như thế nào đó lại là làm cho Quỳnh Hợp cũng tâm đắc và cũng đã ra được những nốt nhạc rất là vui tươi và rất là hào khí. Thực tế ra tôi cũng rất cảm động. Họ mở đài ra họ hát cái này thì họ chỉ rằng tác giả thơ chính là bà này đấy. Thế và họ đã ôm cô và họ khóc. Và điều đấy cô cảm thấy rằng thơ của cô đã đi vào lòng người, đã đi vào với nhân dân, đi vào trong quần chúng. Và cô cảm thấy như thế là rất vui. Và nó là một động viên rất lớn đối với cô. Vậy thì là người đã từng trải qua nhiều năm tháng cũng như là chứng kiến nhiều những cái giai đoạn lịch sử của thành phố Sơn La, vậy thì bà có cảm nhận như thế nào về sự đổi thay và phát triển từng ngày của thành phố Sơn La hôm nay? Cái vui sướng nhất của tôi là được chứng kiến sự thay đổi này là ở chỗ là ngày càng khang trang hơn, phồn vinh hơn, xanh sạch đẹp hơn, và con người sống với nhau nó lịch sự văn minh. Nên tôi thích thú lắm. Chợ đi vào đến tận làng, phố đi vào trong bản, bản nằm ở trong lòng phố. Đó là những nét đẹp rất đặc trưng riêng của thành phố Sơn La. Và đấy, chúng ta càng phải giữ gìn nó và càng phải phát huy nó. Và chính cái điều đó đã làm tôi rất là vui mừng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà về những chia sẻ hết sức thú vị vừa rồi. Và chúc cho bà sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm thơ gửi đến công chúng và bạn đọc ạ. Thưa quý vị, thành phố Sơn La nay, thị xã xưa, vạn vật xoay vần bao đổi thay, phố thị nhộn nhịp, lung linh sắc màu, nhưng những chứng tích về lịch sử vẫn còn vẹn nguyên. Đồi Khao Cả uy nghi, suối Nậm La hiền hòa, uốn lượn bên núi Hải dợp mát. Mỗi ngọn núi, khe suối, tên bản, tên chiềng đều vẹn nguyên bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của đồng bào Thái Sơn La và sự hòa quyện của 12 dân tộc anh em. Trong sự phát triển phù hợp với xu thế hiện đại, văn minh, thành phố luôn gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Phố mới, bản xưa, những nếp nhà sàn với màu ngói mới vẫn là điểm nhấn của không gian đô thị. Mời quý vị cùng đến với thành phố Sơn La qua tác phẩm Đẹp lắm thành phố Sơn La, lời thơ Cầm Thị Phụi, nhạc nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Yeah.
giữa lòng thành phố mát ngon lành lung linh. Con người của mảnh đất Sơn La hôm nay mãi tự hào về truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước đã xây dựng nên mảnh đất này. Những giá trị văn hóa truyền thống là kết tinh của cả cộng đồng các dân tộc. Sơn La, hòn ngọc miền Tây Bắc, đang vươn mình lớn mạnh từng ngày, kế thừa những thành quả, tiếp nối và gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để Sơn La mãi ngân vang bản hùng ca về một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện, mến khách. Chương trình ca nhạc của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người đi quyên luyến về